Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu hay giữa cậu bé 16 tuổi Tống Quyền Nghị và Tân Kỳ Dương Dương Khuết tại giải giáp cấp liên tái đồng đội 2022 diễn ra ngày hôm qua 17 tháng 7 2022. Trận này thì Tống Quyền Nghị cầm đỏ đi tiên, còn Dương Khuết cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất hấp dẫn, mời bạn thưởng thức. Thank you.
Trang Chuyên. Chơi đến đây thì Tân Kỳ Vương Quân Phết đã buông cờ nhận thua. Vì nếu xuất tướng thì sẽ bị xe 2 bình 4 chiếu tướng, bộ tướng phải bình 5. Và tiếp theo thì đỏ sẽ tướng 5 bình 4 giỏ sát. Nếu như đang chơi xe 3 mà bình 6 thì sẽ kết cuộc như sau. Trang Chuyên. Chơi đến đây thì Tân Kỳ Vương Quân Phết không còn đường chống đỡ. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.